Kính chào quý vị đến với bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới của Đài Phát thanh Vài truyền hình Hôm Nay. Thưa quý vị, tất cả các thành viên trong ủy ban thị trường mở liên bang của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong cuộc họp đầu tháng này đều đánh giá việc giữ lãi suất ở mức cao trong một thời gian để giảm lạm phát là phù hợp. Thông tin được trích từ biên bản cuộc họp được công bố hôm qua. Trong biên bản, Fed cho biết tất cả những người tham gia đều đánh giá duy trì quan điểm hạn chế trong một thời gian cho đến khi lạm phát giảm một cách bền vững, hướng tới mục tiêu 2%. Bất chấp quyết định thắt chặt tiền tệ của Fed, từ tháng 3 năm ngoái tăng trưởng kinh tế ở Mỹ vẫn mạnh và thị trường lao động khá sôi động. Dữ liệu này làm tăng khả năng về kịch bản hạ cánh mềm, theo đó phép thành công trong việc kiềm chế lạm phát mà không khiến nước Mỹ rơi vào suy thoái. Trong biên bản công bố hôm qua, phép dự báo tăng trưởng GDP quý tư của nước này sẽ chậm lại so với quý ba. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP trung bình trong nửa cuối năm sẽ cao hơn một chút so với nửa đầu năm. Vào tháng 9, phép kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2,1% trong năm nay. Thưa quý vị, các chỉ số chủ chốt trên thị trường phố Wall đóng cửa hôm qua giảm điểm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed công bố biên bản cuộc họp chính sách tháng 11 không mấy khả quan. Khép phiên chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,18%, còn 35.088 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,2%, còn 4.538 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,59%, còn 14.200 điểm. Thị trường chứng khoán châu Á sáng nay cũng chịu ảnh hưởng khiến hầu hết các chỉ số giảm điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 0,2%, chỉ số Kosdaq giảm 0,53%. Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng mở cửa giảm 0,07% trong khi chỉ số CSI 300 tại Trung Quốc đại lục giảm 0,52% thị trường nhật bản là thị trường duy nhất tại châu á tăng điểm trong sáng nay với chỉ số nikkei 225 tăng 0,28% và chỉ số tokyo tăng 0,38%. Tiếp sau biên bản cuộc họp chính sách của fed công bố hôm nay, ông scott bladner, giám đốc tại công ty cố vấn đầu tư horizon nhận định. Phép có thể sẽ xem xét giảm lãi suất sau tháng 4 năm 2024, vì cơ quan này duy trì mức lãi suất cao cho tới hết năm sau là rất khó diễn ra, vì lạm phát đang giảm khá nhanh và khá dễ đoán. Và khi lạm phát giảm xuống, việc duy trì lãi suất của Phép ở mức hiện tại là không hợp lý, có thể làm kinh tế tăng trưởng chậm lại. Đồng quan điểm, ông Kevin Mann, Chủ tịch kiêm Giám đốc Đầu tư tại Công ty Quản lý Tài sản Hennion Quant, cho biết, có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng chậm lại do mức lãi suất cao của Fed, cơ quan này cần phải xem xét cắt giảm lãi suất vào nửa sau năm 2024. Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay do trữ lượng dầu thô của Mỹ tăng mạnh, bù đắp lo ngại các giảm nguồn cung từ tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh OPEC+. Theo đó, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 11 cent lên 82,56 đô la Mỹ một thùng. Hợp đồng dầu WTI giao sau tăng 14 cent lên 77,91 đô la Mỹ một thùng. Về triển vọng giá dầu, ông Jan Tresven, trưởng bộ phận nghiên cứu dầu mỏ tại tập đoàn ngân hàng Goldman Sachs nhận định, giá dầu sẽ còn tăng cao xuất phát từ nhu cầu thị trường mạnh mẽ trong năm nay và sẽ chắc chắn hơn trong năm tới, cùng với đó là khả năng OPEC duy trì sản lượng thấp trong thời gian dài hơn dự kiến. Trên thị trường kim loại quý, hợp đồng vàng giao tháng 12 trên sàn giao dịch hàng hóa New York giảm 15,7 đô la Mỹ, khép phiên hôm qua ở mức 1957,8 đô la Mỹ một ao. Tiếp tục với những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý, chính phủ Nhật Bản hôm nay hạ đánh giá triển vọng kinh tế nước này từ mức tăng xuống mức vừa phải. Đây là lần đầu tiên sau 10 tháng Nhật Bản hạ đánh giá triển vọng kinh tế. Báo cáo của văn phòng nội các có đoạn: nền kinh tế đang phục hồi ở mức độ vừa phải, một số lĩnh vực có vẻ bế tắc. Nhu cầu trong nước như đầu tư của doanh nghiệp và chi tiêu tiêu dùng vẫn còn yếu. Đây là lần đầu tiên trong năm nay chính phủ Nhật Bản hạ triển vọng kinh tế. Văn phòng nội các cũng hạ triển vọng về chi tiêu vốn lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2021 do tăng trưởng toàn cầu chậm lại, đặc biệt là ở Trung Quốc. Đánh giá mới nhất được đưa ra sau khi kinh tế Nhật Bản ghi nhận mức giảm trong quý 3 với GDP giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước do chi tiêu vốn, tiêu dùng tư nhân và xuất khẩu đều giảm. Cơ quan thống kê Canada hôm qua công bố dữ liệu cho thấy lạm phát tại nước này đã hạ nhiệt trong tháng 10, mở ra khả năng ngân hàng trung ương Canada BOC tạm ngừng tăng lãi suất. Theo đó lạm phát tại nước này tăng 3,1% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức dự báo của giới chuyên gia là 3,2% và hạ nhiệt đáng kể so với mức tăng 3,8% trong tháng 9. Lạm phát hạ nhiệt nhờ giá xăng giảm 7,8% và hàng tạp hóa giảm 1,9%, xuống mức chậm nhất kể từ tháng 11 năm 2021. Lạm phát cốt lõi không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm dễ biến động tăng 3,4% trong tháng 10. So với cùng kỳ năm ngoái, lạm phát giảm tốc củng cố niềm tin rằng Ngân hàng Trung ương Canada BOC sẽ bắt đầu hạ lãi suất vào nửa đầu năm 2024 từ mức cao nhất trong 22 năm là 5%. Trước đó, ngân hàng này đã giữ lãi suất ổn định trong hai cuộc họp gần đây nhất. BOC dự báo lạm phát sẽ dao động quanh mức 3,5% cho đến giữa năm 2024, trước khi giảm xuống mục tiêu 2% vào cuối năm 2025. Bộ Thương mại Singapore hôm nay công bố báo cáo cho biết, kinh tế quý 3 2023 của nước này tăng trưởng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo GDP cả năm sẽ tăng trưởng khoảng 1%, thu hẹp so với mức dự báo trước đó là 0,5 đến 1,5% do nhu cầu bên ngoài yếu đi. Trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, kinh tế nước này trong quý 3 tăng trưởng 1,4%, tăng tốc từ mức 0,1% trong quý 2. Tăng trưởng trong quý 1 được hỗ trợ bởi các lĩnh vực như xây dựng, thương mại bán lẻ, lưu trú cũng như tài chính và bảo hiểm. Lĩnh vực xây dựng tăng trưởng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái do sản lượng xây dựng của cả khu vực công và tư nhân đều tăng. Lĩnh vực lưu trú đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái, kéo dài mức tăng trưởng 13% trong quý 2. Hướng tới năm 2024, Bộ Thương mại Singapore dự báo GDP dự kiến tăng trưởng ở mức 1-3% do các nền kinh tế lớn như Mỹ và Eurozone sẽ chậm lại trong nửa đầu năm do lĩnh vực tài chính tiếp tục được thắt chặt trước khi tăng dần trong nửa cuối năm. Hãng thông tấn TASS dẫn lời đại sứ Pakistan tại Nga kali Jamali hôm nay xác nhận Islamabad có kế hoạch gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS dưới sự chủ trì của Nga vào năm 2024. Trả lời phóng viên, ông Khalid Jamali cho biết Pakistan đã nộp đơn xin gia nhập. Nhà ngoại giao trên đồng thời lưu ý quốc gia Nam Á này đang trông cậy vào sự hỗ trợ của Nga trong quá trình trở thành thành viên. Đại sứ Jamal cho biết thêm, Pakistan mong muốn trở thành một phần của tổ chức quan trọng này và chúng tôi đang trong quá trình liên hệ với các nước thành viên nói chung và Liên bang Nga nói riêng để các nước tăng cường ủng hộ từ các thành viên của Pakistan. Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, thị trường điện thoại thông minh toàn cầu đã tăng trưởng trở lại trong tháng 10 sau hơn 2 năm sụp giảm nhờ sự phục hồi ở các thị trường mới nổi. Dữ liệu cho thấy số điện thoại thông minh bán ra trong tháng 10 trên toàn cầu đã tăng 5%, khiến đây trở thành tháng đầu tiên ghi nhận mức tăng trưởng kể từ tháng 6, 2021. Công ty nghiên cứu thị trường kỳ vọng thị trường sẽ tăng trưởng trong quý 4, 2023, đưa lĩnh vực này vào con đường phục hồi trong những quý tới. Sự tăng trưởng được ghi nhận ở các thị trường mới nổi với sự phục hồi ở Trung Đông và Châu Phi nhờ sự trở lại của Huawei tại Trung Quốc vào mùa lễ hội Ấn Độ. Doanh số bán điện thoại thông minh của Huawei tại Trung Quốc tăng 37% trong quý 3. Thưa quý vị, nếu năm ngoái người dân Mỹ đối mặt với lễ tạ ơn đắt đỏ nhất lịch sử khi lạm phát cao, thì mùa lễ năm nay lạm phát nước này giảm mạnh đang ở mức 3,2% trong tháng 10. Người dân Mỹ đang náo nước di chuyển. Dự báo các sân bay và đường xá ở xứ cờ hoa chuẩn bị đón lượng du khách kỷ lục 55 triệu người sẽ bay và lái xe trong dịp lễ tạ ơn này. Đây được chờ đợi sẽ là cú hích kinh tế mở màn mùa lễ hội cuối năm. Khu vực sân bay O'Hare ở Chicago vừa đón cơn mưa lớn. Điều này khiến tắc nghẽn giao thông quanh sân bay, nhiều người bị trễ chuyến bay. Nhưng may mắn là khoảng 3.700 chuyến bay bị hoãn. Ở khắp vùng phía đông của nước Mỹ, mưa xối xả đang thách thức những người muốn ra khỏi nhà vào dịp lễ. Nhưng mọi người vẫn kiên nhẫn. Dự báo các đường cao tốc sẽ đón 49 triệu người Mỹ lưu thông trong những ngày tới. Một khách du lịch nói, dù điều gì xảy ra, chúng tôi cũng sẽ đi nghỉ. Dòng người xếp hàng dài dằn dặc chờ làm thủ tục an ninh ở sân bay, dự báo sẽ có khoảng 5 triệu người đi máy bay trong hôm qua và hôm nay. Đại diện một gia đình đang đi nghỉ nói, chúng tôi ai cũng đi du lịch vào ngày này nên phải chấp nhận chờ đợi. Sân bay O'Hare ở Chicago là sân bay nhộn nhịp thứ tư ở Mỹ. Sân bay này là trung tâm của hãng hàng không United với 850 chuyến bay đi và đến mỗi ngày. Đó cũng là một trung tâm logistics hoạt động 24 trên 7 đó là áp lực lớn lên các dịch vụ từ mặt đất nhiên liệu lịch trình của các phi hành đoàn chuyến bay cho đến hành khách và hành lý mọi người ở đây tham gia vào kết nối để đảm bảo các chuyến bay đi và đến đúng lịch trình áp lực này không chỉ dưới mặt đất mà còn ở bộ phận không lưu khu vực điều khiển ở đây có nhiệm vụ điều tiết giao thông hướng dẫn hàng trăm chuyến bay cất hạ cánh cũng như máy bay đang bay trên bầu trời cảm giác này giống như áp lực của nồi áp suất có thể nói như vậy bạn phải thường xuyên bận rộn hơn những công việc bình thường Ông Hay Singer là người quản lý tháp không lưu sân bay O'Hare. Ông cho biết thêm, bất kỳ điều gì từ máy bay lớp nổ đến máy bay rẻ sai đường đều có thể làm sân bay yên tĩnh thành hỗn loạn. Họ đang chịu áp lực lớn cho đến ngày Chủ nhật, ngày có gần 3 triệu người bay trên toàn quốc, một kỷ lục mới. Quý vị vừa xem xong bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới của Đài Phát Thanh và truyền hình hôm Nai. Thân hãy cho tạm biệt và hẹn gặp lại.